Tôi là Nguyễn Thị Nhung. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn hội Vina HF đã giúp cho gia đình chúng tôi có vốn để mà nuôi bò. Như bò rồi đẻ ra thì chúng tôi cũng xin sự hoàn lại cái số vốn mà hội đã giúp cho chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn.